thì ông cao. Tôi vẫn nói với các anh em hải ngoại là tôi cũng đã từng chiến đấu với họ chứ. Và họ cũng như tôi cũng đều mong muốn rằng sẽ có một cái chiến thắng cuối cùng để mà mình thống nhất được xứ sở chứ. Bởi vì đó là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt cơ mà. Nhưng mà bây giờ tôi và họ đã không làm được chuyện đó. Những người anh em ở phía bên kia đã làm được. Thì bây giờ mình phải chấp nhận đó là lịch sử. Và đất nước đã được thống nhất rồi. Bây giờ còn ngoái cổ lại nói vẫn là phục quốc. Phục quốc, nước Việt Nam có mất cho Tây, cho Tàu đâu mà nói phục quốc. Chưa kể là một số người cho là cả 3 triệu hải ngoại này không thể nhân danh là tổ quốc Việt Nam đâu. Mà nói chuyện đất nước Việt Nam. Thành những chuyện phi lý như vậy tôi bảo họ nếu thật sự họ yêu nước thì phải họ ngồi im mà biết suy nghĩ. Chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ. Một lũ nữa là hãm danh, hãm lợi. Rồi chỉ là lường gạt mọi người. Cứ nhân danh chánh nghĩa quốc gia, rồi nhân danh chống cộng, rồi nhân danh tự do dân chủ. Mà đi lường gạt người ta không à? Để tuyên truyền, nhiều tổ chức chống đối cho phát hành báo chí làm những thước phim về cái gọi là lịch sử Việt Nam theo quan điểm của họ. Trong những bộ phim lịch sử của họ, họ ca ngợi sự anh dũng và tinh nhuệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân đội đã thất bại và bỏ chạy 30 năm trước. 30 năm sau, những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem là một bộ phận quân lính và sĩ quan trong cái quân đội thất bại ấy tập hợp trong một đội ngũ sọc sạch. Việc làm của họ được nhiều người Việt tại Mỹ cho rằng là để tránh nỗi buồn chán nơi đất khách. Những người Việt có công ăn việc làm tại Mỹ không ai làm như họ. Tôi nghĩ rằng tôi phải nói rằng những cái sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm, nó ồn ào lắm, nhưng mà rất thiểu số. Cái hải ngoại nó buồn là cái điểm đó. Mà nếu mà người ngoại quốc hay người trong nước mà nhìn vào những cái người hề đó mà nói đấy là hải ngoại thì thật sự là nhầm. Đã 30 năm nay rồi mà cái người Việt hải ngoại chưa có một cái tổ chức thống nhất. Mặc dù là cứ hàng ngày trong 30 năm liền rồi, bất cứ ở địa phương nào, bất cứ một ông chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo, một ông bình bút nào cũng là ra giả 30 năm nay nói rằng chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có thể là có một cái sức mạnh để mà hỗ trợ cho sự thay đổi của trong nội địa. Nhưng mà từ 30 năm nay chưa bao giờ ở hải ngoại làm được chuyện đó. Và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được cả. Tại sao? Và tại sao không có chuyện họp lại nếu vậy được? Bởi vì kinh nghiệm 30 năm nó thấy nếu mà tất cả mà tiền nó tụ vào cho một anh ấy mang tiền nó, anh ấy đi trốn luôn. Những khuôn mặt mới 30 năm của hải ngoại là toàn những anh kèo, anh cột, toàn những anh gian lận hết tất cả. Thành ra lòng người hải ngoại không tin được họ nữa. Rồi bây giờ đóng hề, đóng tuồng cũng là tuồng hạng bét không được. Đó. Trong câu chuyện của mình, ông Nguyễn Cao Kỳ cũng cho rằng những sự chống đối của một nhóm Việt Kiều tại Mỹ không đáng để quan tâm. Ngày nay, nhiều thanh niên Việt Nam đang ngày càng nhận ra giá trị truyền thống của dân tộc. Với tri thức và độ lùi sau 30 năm, họ có cái nhìn khách quan hơn những người đi trước họ, những người theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây về ý nghĩa của sự thống nhất đất nước. Và bất chấp sự phản đối của một bộ phận người Việt, những triển lãm nhằm lên án cuộc chiến tranh ở Việt Nam cách đây 30 năm vẫn được nhiều thanh niên Việt Kiều trưng bày tại các trung tâm của Mỹ. Những thanh niên này được gọi là thế hệ Việt Kiều thứ hai, nghĩa là họ sinh ra trên đất Mỹ, nói tiếng Mỹ, nhưng họ lại tự hào mình là người Việt Nam. Tôi rất tự hào là Việt Nam đã đánh đuổi cả Pháp và Mỹ, mà Việt Nam lại là nước nhỏ như thế. Việt Nam đã chiến đấu vì quyền tự quyết. Tôi chỉ muốn giúp người Mỹ gốc Việt sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi tự hào là người Việt Nam. Tư tưởng chủ đạo của cộng đồng người Việt ở Mỹ rất bảo thủ.
Họ không thích chính phủ Việt Nam. Họ còn giữ hệ tư tưởng của chế độ Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi phải vượt lên tư tưởng đó. Vì chúng tôi ở đây còn quá tập trung vào việc cái gì đã xảy ra với chúng tôi mà không nghĩ đến hướng đi trong tương lai là gì và chúng tôi bây giờ là ai. Giới trẻ phải hiểu lịch sử hơn để thấy lịch sử phức tạp hơn nhiều. Lối suy nghĩ cũ gây hại nhiều hơn là lợi, tạo ra những sự chia rẽ không cần thiết giữa không chỉ các thế hệ mà cả giữa đất mẹ và nước Mỹ. Vì thực tế khác nhiều với những gì mà một số người trong cộng đồng mong muốn. Tôi chỉ muốn những người trong cộng đồng có cách nghĩ đỡ gây hại hơn cho người Việt Nam và chính phủ Việt Nam, cũng như đỡ gây hại hơn cho các thế hệ người Mỹ gốc Việt trong tương lai. Tại nhiều trường đại học và cao đẳng trên nước Mỹ, những môn học về Việt Nam vẫn đang được các giáo sư người Việt hoặc là người Mỹ giảng dạy. Những đặc điểm của người Việt Nam hay là những đợt di dân của người Việt Nam sẽ là những thông tin giúp cho học sinh hiểu hơn về Việt Nam và người Việt tại Mỹ. Cái thông tin mà họ lãnh hội trước tiên đó là cái chiến tranh Việt Nam nhìn qua nhiều khía cạnh, chứ không phải là nhìn qua cái khía cạnh của những người mà rời Việt Nam. Cái thông tin thứ hai nữa đó thì một cái thông tin rất là rõ rệt là trong cái quá trình lịch sử mà di dân của Mỹ đó, có những cái thể chế nào mà nó tốt cho người di dân và có những thể chế nào kỳ thị người di dân. Trong các bài giảng về môn Việt Nam, các giáo sư luôn nói với học sinh rằng là một và con người Việt Nam là con rồng cháu tiên. Để chống kỳ thị và để có tiếng nói khi đòi các quyền lợi của cộng đồng, người Việt tại Mỹ đã bắt đầu tiến dần vào các cơ quan công quyền của chính quyền các bang. Họ làm nghị sĩ của bang hoặc nhiều công việc khác. Giáo sư Vũ Đức Vượng là một giáo sư người Việt, hiện đang giảng dạy tại nhiều trường đại học ở thành phố San Francisco. Theo ông, vào thời điểm này đã có sự thay đổi lớn về định hướng nghề nghiệp giữa lớp Việt kiều thứ nhất và lớp Việt kiều thứ hai. Cái nghề làm cái nghề tiểu thương đó, nó cực lắm, làm 12 tiếng, 14 tiếng một ngày là thường, có khi mở 7 ngày một tuần. Thì trong cái đời mà bố mẹ sang bên này mới sang tị nạn đó, thì họ dùng cái đó để làm một phương thức để mà công ăn việc làm, không có nhiều vốn, không cần nói tiếng Anh giỏi. Nhưng mà họ biết đó, là con cái họ sẽ phải thành công hơn họ, thành ra họ đầu tư cho con cái đi học. Thế bây giờ tới cái lúc mà các con họ đã thành công rồi đó, thành dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, đại khái như vậy. Họ thấy là không có lý gì mà phải đứng làm việc 12, 14 tiếng một ngày như bố mẹ nữa, họ làm cái việc khác. Sự thay đổi này đang tạo ra một thế hệ Việt Kiều có tri thức và có cái nhìn khách quan về cuộc chiến cách đây 30 năm. Nhiều thanh niên Việt Nam đã xóa bỏ mặc cảm của một người có nguồn gốc từ một đất nước nhỏ bé. Thay đổi nhận thức này của họ chính là văn hóa và lịch sử truyền thống. Tôi vừa vào nước Mỹ năm 75, tôi muốn thành người Mỹ, muốn là cho quen, tôi muốn là thành người Mỹ luôn cho cuộc đời sống nó dễ hơn, bạn bè Mỹ khỏi không có sợ bị kỳ thị. Khi mà mình lớn lên đi, mình cảm thấy là mình là người Việt Nam, là mình vẫn nhìn khác biệt những người khác, là cái chuyện quan trọng nhất là cái đêm mà bố tôi mất 13 năm về trước. Ông mất khoảng chừng 12 giờ đêm, đêm thứ hai, thì bà con kêu những người bạn bè tới thì cho báo cáo. Thì lúc đó thì khoảng chừng một tiếng sau, khi bệnh viện đầy người Việt Nam hết, tôi mới cảm thấy đó là một cái tình nghĩa rất là quan trọng của người Việt Nam mà tôi không có thấy trong những nước khác. Thì tôi mới cảm thấy, trời ơi, tôi là người Việt Nam mà tôi theo Mỹ quá, mà lúc này tôi mới cảm thấy là cái việc này rất là quan trọng, cái tôn trọng về văn hóa nước Việt Nam. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Nguyễn Thế Lữ được diễn ra trong một căn phòng của một nhân viên Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco. Sở dĩ như vậy vì cái thời điểm chúng tôi gặp anh Nguyễn Thế Lữ, anh đã không còn một cái chỗ nào có thể tiếp được chúng tôi, vì anh đã bán toàn bộ nhà cũng như tài sản của mình để quyết định về ở hẳn Việt Nam và đầu tư ở Việt Nam.